tâm phát hành ban nhạc Pha Pha Cô hân hạnh giới thiệu vở cải lương Võ Hiệp. Bạc Tình Lan, tác giả Thiên Hà Thiện Nhân. Chỉnh lý Thạch Tuyền Thanh Hồng. Đạo diễn dàn dựng Hoài Nhân Thạch Tuyền. Âm nhạc Thái An. Âm thanh Hồng Danh. Biên tập thực hiện Hoài Nhân Thanh Hồng. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài danh Vũ Linh, Dương Linh, Vũ Minh Dương, Trúc Thanh, Trường Giang, Thanh Hồng, Thanh Giang, Linh Huệ, Kiều Hoa, Thanh Hằng. Nàng đã đi rồi, tôi ở đây nghe sương thâm lạnh xuống vai gầy, cô đơn trở giấc về tâm tường như thiếu một người. Ngọc nàng tặng tôi là kỷ vật. Hà Tiên Phong. Dạ. Có phải thế kiếm gia truyền đã làm cho con cảm thấy say mê nên quên hết đi giờ giấc? Thưa sư phụ. Kìa, sâu chuỗi ngọc làm sao con có được? Thưa thầy, của một người con gái vừa mới tặng cho con. Đưa thầy xem. Dạ. Trời ơi, thôi đúng rồi. Sư phụ, tại sao vừa mới cầm chuỗi ngọc mà tay sư phụ lại rung lên, trong cử chỉ ra chiều hốt hoảng? Vì nó vừa mang một vị dạng máu xương. Ai đã tặng cho con sâu chuỗi ngọc này? Nàng tên là Tiêu Ngọc Tuyết. Tiêu Ngọc Tuyết? Dạ. Con gái của Tiêu Quân Bảo à? Con đã cứu nàng thoát khỏi tay bọn bất lương, và nàng vừa mới rời khỏi nơi đây để trở về Đông Đô Hạ. Tiên Phong, con hãy mau theo bắt nàng lại. Bắt nàng? Tại sao vậy thưa sư phụ? Vì Tiêu Ngọc Tuyết là con gái của kẻ đại thù. Tiêu Quân Bảo là kẻ thù của sư phụ à? Không, kẻ thù của con. Sư phụ nói gì mà con chưa hiểu? Tiêu Quân Bảo là kẻ giết cha con 18 năm về trước. Trời, sư phụ, sự thật thế nào? Xin sư phụ vui lòng cho con được biết. Được, thầy sẽ kể cho con nghe chuyện 18 năm qua. Lúc đó, phụ thân con là lãnh chúa Giang Tiểu Ngư chiếm cứ miền Đông Đô Hạ để chiếm lại các sứ quân. Tiêu Quân Bảo là cận tướng được phụ thân con tin dùng. Nhưng rồi nó lại thông gia với mẹ con, và câu chuyện tang thương lại xảy ra trong một đêm trăng huyền ảo. Mau Đinh Huệ! Tình Lan, sao mấy đêm rồi Tình Lan không đến, làm em lo sợ và nhớ muốn chết vậy à? Đinh Huệ, đêm nay có lẽ gặp em rồi, mãi mãi anh không bao giờ đến nữa. Sao vậy? Vì chồng em đã hay biết chuyện tình vụng trộm của chúng ta, nên đã mấy trận liền nó cứ xua anh ra bãi chiến hoài vậy đó. Trời ơi, như vậy phải làm sao? Thì trong hai, em phải chọn một. Nghĩa là phải giết chết Giang Tiểu Ngư. Còn trái lại, nếu em vẫn thương chồng thì tình ta đến đây là chấm dứt. Tình Lan, dầu khổ đau anh cũng tìm quên lãng trên xác chết. Đinh Huệ, bây giờ em định lẽ nào? Trời ơi, cả hai việc đối với em đều khó xử. Hạ sát chồng, việc ấy em chưa dám nghĩ đến bao giờ. Còn tình anh, em không thể thiếu. Nhưng nước cờ tình chỉ có thể thắng hay bại, chứ không được về. Hãy quyết định đi, vì Giang Tiểu Ngư cũng cần về đến. Nhưng nếu nàng từ chối, dính biệt. Tình Lan, Dân, em sẽ cố gắng hạ sát chồng em cho đẹp dạ Tình Lan. Nhưng bằng cách nào? Đinh Huệ, chỉ cần em giúp anh một việc rất là tầm thường. Là ngay trong đêm nay, khi Tiểu Ngư trở lại, thì em phải ra tay đầu độc hắn ngay. Đợi lúc phương tình
làm sao hắn hay độc mi dưỡng lấp kề môi. Nếu em muốn cho mình mãi mãi được gần nhau, không ai quấy rầy, không ai bận rộn về sau. Đinh Huệ, thì hãy can đảm lên để thi hành mưu định. Kìa, tại sao em lại luôn khi cầm độc dược trên tay? Dạ, vì hình ảnh giết người hiện hiện trước mắt em. Dù người ấy bây giờ đã hết nợ hết duyên, sợ đến muôn đời tội lỗi cũng khó quên. Nhưng tình lãng cứ yên tâm chờ xem em hành sự. Một bầu rượu thật ngon để giải thoát đời em. Phần của em xong thì đến phần của anh định đoạt. Một nhát tiếp dung lên một người cuộc đời mạng bạc. Chừng đây chúng ta mới được sống yên vui. Đinh Huệ, càng làm lên, đừng để sau này hối tiếc. Anh sẽ trở lại khi nào thuốc độc thấm sâu vào cơ thể của Giang Tiểu Ngư. Tình Lan, Giang đã đi rồi. Nhưng ta sẽ bỏ độc dược vào bầu rượu để dâng lên Giang lãnh chúa. Chờ đợi tôi có lâu không? Phu nhân ơi, trời đã khuya, sao phu nhân không vào trong an nghỉ, lại đứng thẫn thờ dưới trời khuya? Phu quân ơi, ông ơi, gì đó hả phu nhân? Thiếp chờ chàng sương khoái đêm nay còn nhiều giá bút. Chàng hãy cạn chén men say em dâng cho vui cuộc tao hòa phùng, cho lòng em rộn rã một niềm vui. Vì suốt mấy tháng trời nay em đợi mãi mà người ta không chịu về. Dám làm chủ nhân héo gầy dốc quân ngọc mà nè, người ta nào vậy hỡi phu nhân? Nói xa đi, anh sẽ trừng trị tức thì. Sao? Tại sao? Em không có thèm để làm mong người ta thêm một lần nữa, để người ta khỏi được thêm một lần cười, và cũng để em khỏi bị thêm một lần mắc cờ. Sao kỳ vậy? Anh hỏi phu nhân, người ta nào không nói ra lại còn ước mơ? Nè, coi chừng anh vẫn nghe. Rồi anh sẽ làm gì em? Quê xem qua nở môi trắng cây môi cho hồn ai thầm thầm nói cô đơn lạnh niềm băng giá không sưởi ấm con tim bằng ánh lửa tình. Anh sẽ cho em ngày tháng cô đơn lạnh lẽo chốn đình. Nhưng Huệ ơi, nói thì nói vậy chứ làm sao dẫn em cho được, vì em là giả nhân phải hưởng phước của trời ban. Anh sẽ đền cho em bằng vàng chiếc hôn để bù đắp
tay ngày xa dân. Này mắt này môi này dòng vai thương mến, anh sẽ dành cho em tròn cả đêm này. Phu quân, phu nhân, quá lo cho ta nên tâm thần không ổn định đây thôi. Phu nhân, hãy rót rượu đi cho ta uống. Đêm nay ta trông phu nhân đẹp, đẹp hơn cả trăng vàng. Phu quân, mời phu quân. Đây, ta uống đây, ta sẽ uống cạn đây. Kìa, thất đại bàng, tại sao lại bỏ cơn ngủ trở về đây đi làm gì? Để thay ngươi làm lãnh chúa và làm chồng của Mao Đinh Huệ. Thôi câm miệng lại. Đừng thành đồ vì mi vừa uống nhầm rượu độc. Trời ơi, Tiêu Quân Bảo, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Ta sẽ giết chết nhà ngươi trước khi chất độc ngấm vào cơ thể. Ta sẽ giết ngươi. Ta chết thì mày chết. Trời, Mau Đinh Huệ, một đứa mẹ con của Giang Tiểu Ngư đâu? Chỉ cho ta giết nó đi trừ hậu quả. Không, không, đừng giết con tôi. Đừng giết con tôi. Đây rồi, giang ra cho ta giết nó. Đừng giết con tôi, đừng giết con tôi. Đừng lại, tên phản tặc, kẻ phản chồng, Dương Trung Tử. Mi đã biết được cơ mưu của ta, thì mi phải chết. Dù chết ta cũng quyết bảo vệ đứa bé này. Con, trả con tôi lại đây, trả con tôi lại đây. Mau, lên đi. Lên đi, ta đã đạt thành rồi. Đứa bé của 18 năm xưa chính là con đó. Trời ơi, cái chết của cha con thiệt.
mưa trắng rơi gươm mong về lại quê hương gặp gỡ người thương sau bao ngày mơ tưởng. Nhưng trang dũng tướng nào có ngờ đâu đời lầm bề dấu với bao hận sầu vì lòng dạ con người đổi trắng thay đen quên hết lời nguyện thủy chung son sắc mà nợ tàn nhẫn vô tâm để đất bằng nổi lên cơn sóng gió bao tố cuồng phong từ đầu đưa đến thuyền kia xa bến người chồng tội lỗi vừa nhấp chén men cay thì trời đất cuồng quay mau thấm nhung bao. Sư phụ ơi con vừa thấy được qua bức màn đen của dĩ vãng gia đình còn lâu nữa những ngày êm ấm cùng khi mẹ con đã cùng tình nhân hợp sức tình mẫu từ mẹ con đang tâm dứt bỏ cho đành. Trời ơi, chuyện 18 năm qua vậy mà con nào hay nào biết. Con ơi, quân bão đã gây bao cảnh bão táp mưa xa làm cho tan nát gia đình hạnh phúc. Những ngày em mà thầm lặng trôi qua không bao giờ gần sông trách. Cơn giông làm cho sao động mặt thu tội lỗi ngày xưa hắn đã gây ra thì ngày hôm nay chạy đâu cho thoát lưới trời lòng lòng không thoát mãi lòng tiếng phong ơi tiếng phong ơi thầy chỉ khuyên con đoàn tình mẫu tử trả thù cho cha không còn hận thù ý chính vì mẹ con là người gây ra cuộc tình điểm đau giết đi con thôi thì giết cho rồi. Rồi mà còn sẽ ai chia ăn trên đời không có gì bất hạnh cho bằng những ông chồng làm lụng quanh năm để kiếm tiền về nuôi vợ thì vợ ở nhà sanh lòng lãng cha sát hai chồng rồi buông gói theo trai. Hôm nay xin thầy cho con đi tìm Tiêu Quân Bảo. Không được. Tại sao vậy sư phụ? Vì hắn là kẻ mưu mô quỷ quyệt, đang hùng cứ một phương trời, một mình con không thể nào đột nhập vào dính nổi. Thưa sư phụ, Tiêu Quân Bảo là kẻ thù không chống đội, con quyết đi tìm cho được để phân thay. Sư phụ hãy cho con đi, dù có nát thân con cũng cam lòng vui dạ. Được rồi Tiên Phong, con hãy nhớ vật này, sáu chuỗi ngọc của Mao Đinh Huệ. Nhờ nó con vào thành nội dễ dàng. Tạ ơn sư phụ. Tiên Phong, con cứ lên đường rồi thầy sẽ liệu bề tiếp ứng. Bye.
mình đừng cô đơn. Không hay biết. Được, tội vô tình ta còn có thể thứ tha. Dạ thưa công nương. Im! Lời tôn xưng và dáng dấp của ngươi chứng tỏ là kẻ chưa rành nghi lễ. Mi là ai mà dám trà trộn vào hàng ngũ túc vệ quân? Nói đi, mi là ai? Dạ tôi là... Kìa, anh Hàng Tiên Phong, anh đến từ bao giờ mà em không hay biết? Biết làm gì một kẻ khố rách áo ôm. Thưa công nương, xin đừng, đừng dùng hai tiếng công nương. Ở đây là Điện Ngọc Cung Son thì đâu còn lối xưng hô nào khác hơn nữa. Nhưng em muốn được ngày đầu tiên gặp gỡ, đừng xem nhau như hai kẻ chưa quen. Hàng Tiên Phong ơi, anh đâu có biết đã nhiều đêm nhìn sao lấp lánh, em nghe tim mình thương nhớ trào dâng. Vừa nghe qua những lời ai mở ngỏ, mà tôi cứ ngỡ rằng đang say mộng du sơn. Nhưng đã trót mang tâm sự kẻ cô đơn, đâu dám mộng, đâu dám mơ vĩnh cảnh qua. Không biết khi quay về ghé tiếng đầu son, ai kia có còn nhớ một đêm nào anh đã đốt lá khô làm tay mến thương em, nước nhìn mây trôi hướng đường.
bóng nước soi gần cho em chu đôi lòng. Tình ta mãi mãi sẽ không lìa xa, bởi nhớ mong ai anh yêu sầu dốc nhiều thương tiếng soi lần lòng môi hồng. Anh ơi biết bao lần em gọi tên anh hai suối kiên cho đôi mình gặp gỡ. Chuyện gì? Thưa công nương, lãnh chúa có lệnh đòi. Hàng Tiên Phong, chàng hãy ở đây chờ em nhé. Vâng. Tội nghiệp cho nàng. Phong huynh. Kìa, Yến Ngọc, em có mặt nơi đây để làm gì? Tại sao lại cải trang làm quân túc vậy để đến lừa Ngọc Tuyết? Phong huynh đi rồi, em không yên lòng ở lại nên mới trộm lệnh phụ thân cùng tam đệ tới đây. Thôi rồi, như vậy là hỏng chuyện hết rồi. Tại sao vậy Phong huynh? Thằng sai đó thế nào cũng đi ăn trộm rượu, rồi nó sẽ bị bắt và Tiêu Quân Bảo sẽ biết được ý định của chúng ta. Vậy thì ta mau tìm lối thoát thân. Không, đã vào đây anh phải hạ sát cho kia được Tiêu Quân Bảo. Phong huynh, anh hãy nghe em, ta chờ cơ hội khác. Em mau tìm hồ đệ rồi trốn khỏi hoàng thành trước khi trời rạng sáng. Còn Phong huynh, anh sẽ về khi nào trên yên ngựa treo lủng lẳng đầu tên Bảo Ác, cho chuyến đi này không uổng công sư phụ chờ trông. Nếu anh còn ở lại đây thì em không yên lòng. Yến Ngọc, quyết định của anh em không được cãi. Về đi để anh tìm giết kẻ nghịch thu. Phong huynh, Phong huynh. Người đã vô tình nào hay biết, có người con gái khóc trong mơ. Kìa sư tỷ, có tìm gặp Phong huynh chưa? Hồ đệ đi đâu mà tới bây giờ mới trở lại? Để đi tìm rượu, đã vào đây thì phải thưởng thức rượu quý của Tiêu lãnh chúa chứ. Sao tối ngày để cứ mãi say sưa, đã kề cận với hiểm nguy mà vẫn không chừa bỏ rượu. Bỏ sao được mà bỏ, nhờ nó mà để thấy lòng lúc nào cũng lâng lâng đầy cảm khoái. Và cũng nhờ nó mà ta mới phát hiện ra lũ gian tế. Chạy mau sư tỷ, chạy mau. Chạy đâu cho khỏi, mau cúi đầu chịu trói. Tỷ ơi em mệt quá rồi, chắc kỳ này chị em mình phải chịu ăn cơm tù rồi. Đừng có nói bậy, cố lên. Tù hết nổi rồi. Chúng đã kiệt sức rồi, quân mau quăng dây bắt sống. Dạ, rớt mũi hồ đệ, hãy yên lòng, có anh tới đây. À, nó đã bị quăng dây rồi, hãy sống bắt sống. Các em hãy thu chạy thoát cho mau. Phong quân, bắt anh, thoát nhanh. Sư tỷ, hãy thoát thân là tìm cơ giải cứu cho Phong huynh. Mau lên chị, mau lên. Hãy đuổi theo và lùng sục khắp nơi, không cho chúng thoát. Còn tên này, hãy giam vào ngục chờ ta tâu lên chủ tướng. Dạ thưa cha, cha cho đòi con trẻ đến có điều chi dạy bảo? Ta có cho gọi con bao giờ đâu. Vậy tại sao? Chuyện gì? Chuyện gì đội trống chiên làm kinh động cả dinh cơ? Bẩm lãnh chúa, chính tiểu tướng đã cho nổi chiên báo động vì tiểu tướng vừa phát hiện có kẻ thù vừa đột nhập dinh cơ. Kẻ nào to gan lớn mật dám đột nhập vào dinh của lãnh chúa Hắc Đại Bàng? Tiểu tướng vừa bắt được một tên, không biết còn lũ nào ẩn núp nữa hay không nên mới nổi chuyên báo động. Kẻ đó là ai? Là người mà lãnh chúa vừa phong chức đội trưởng túc giải quân. Hả? Tiên Phong? Sao Tiên Phong đã bị bắt giam? Tiên Phong là kẻ thù. Vô lý. Không bao giờ có chuyện oán thù khi chàng là ân nhân cứu ta thoát nạn. Chuyện này công nương không thể hiểu được đâu. Thưa lãnh chúa, sao chắc ngài chưa quên chuyện của đêm trăng 18 năm về trước và cái chết của Giang Tiểu Ngư? Giang Tiểu Ngư, tội nghiệp cho kẻ chiến bại đã bị ta hạ sát, và khối hận tình cũng bị chôn lấp bởi thời gian. Nhưng mối quyết thù đó chẳng tiêu tan. Không lẽ nó đội mồ về đây để trả quan? Tâu lãnh chúa, nó đã chết nhưng còn có kẻ trả thù. Còn ai đâu ngoài Mao Kinh Huệ và Mi? Dạ còn trong lửa loạn còn có kẻ thoát nạn. Dương Trung Tử, cái tên bất tài vô dụng, ta nghe chừng như nó đã bỏ xác ở núi rừng. Còn đứa bé kia thì nay chắc đã làm hồn.
cho ngày bày. Còn nói chốn sừng hoàng tâu lãnh chúa, nhưng đứa bé kia không chết, nó đang tìm về đây toan tính trả thù Quang Minh. Người muốn nói đó là dạ thằng bé đó chính là Giang Tiên Phong. Giang Tiên Phong, làm sao ngươi biết được sự tình? Dạ vì một vết thẹo dài ở mang tay. Ngày xưa trong nhát kim sao cùng, thủ tướng qua vội vàng nên giết khủng đứa bé kia. Phải rồi, ngày xưa ta định giết nó để trừ hậu quả, nhưng không ngờ nó còn đeo đắng tới ngày nay. Nhưng rồi thế nào nó cũng chết. Thưa cha, biết đâu vết thẹo kia chỉ là một sự trùng hợp vô tình. Thà giết lầm còn hơn là tha lầm kẻ tử thù. Nhưng chắc Mao Đinh Huệ sẽ buồn khi hay tin ta hạ sát con nàng. Túc Dễ Quân, dạ. Nổi lửa lên cho trực sáng cả pháp trường. Vô thân kia, yeah, tiếng chó ngựa dập dồn trong đêm vắng, chắc ngoài thành có biến loạn chi đây? Tâu lãnh chúa, chuyện gì? Có một đoàn người ngựa không biết từ hướng nào kéo đến dây chặt cổng thành. Biết họ đến đây với mục đích gì không? Tâu lãnh chúa, chúng mang rõ ý định phá thành. Hả? Con đâu có biết cha là người đã chối từ quá khứ mà nó lại đem hành ảnh cũ trở về. Không không, đối với phụ thân thì Tiên Phong không thù không hận, chàng chỉ vì con mà tìm đến nơi này. Ngọc Tuyết, dạ. Chắc con không bao giờ muốn cha chết vì một sự trả thù. Quang Bình, thi hành lệnh ta tức khắc tâu dân. Không không, ngài hộ tướng, ngài hộ tướng. Để phá vỡ cổng thành. Còn quân của ta? Tâu lãnh chúa, quân của ta hiện giờ đang tan tác. Lãnh chúa nên quy hàng để giữ vẹn tấm thân. Lão, ngươi sẽ bị chém đầu vì dám nói lời sằng bậy. Thì ra tên Sa Phu hèn mọn hôm nay mới ra đầu giặc. Thật là ta không ngờ. Phải, làm sao lãnh chúa ngờ được rằng tên Sa Phu này đây cũng mang trong lòng nhiều khát vọng. Trà trốn mấy lâu để hiểu rõ điều cơ mật, rồi mật báo cho người sang đánh chiếm Kim Cơ. Nhưng bao năm dần lặng thinh, không phải tài hèn chưa dám động binh, mà vì tôi đã yêu Ngọc Tuyết công nương. Hả? Sợ cho mối tình tan vỡ bởi đạo mình. Thôi, vì chưa nhiều lần động trận gian ta, vì cuộc chiến hiện giờ thắng bại chưa phân, mi sẽ không thể nào được sống yên thân. Đại nhân gió nhiều mộng mơ, hãy trở về thực tế là hơn, để xem ai bây giờ là kẻ bại dông. Cấm miệng lại, mày phải chết. Đừng giết cha tôi. Bây giờ nào mới biết cái giá trị của tên Sa Phu hèn mạt rồi chứ. Dương đã trang dâu, hãy đi với ta, nàng mới thoát được. Không không, tôi không thể bỏ cha đi. Quân, chậm hẳn lại để giải thoát cho con ta. Tiểu Quân Bảo, mi là ai?
Cô nhân quên ta rồi sao? Đã 18 năm rồi ta ngậm đắng nuốt cay chờ đợi ngày này. Trời, Dương Trung Tử, mày còn sống à? Phải, làm sao ta chết được khi mà hận thù còn mang nặng. Hôm nay Mi và Mao đến Huệ phải gục đầu sám hối trước vong linh của Giang Tiểu Ngư, vị chủ tướng bất hạnh của ta. Tại sao Mi không thấy? Tất cả mọi việc là do nơi con đàn bà Mao Đinh Huệ. Thưa cha, con đã giải thoát cho Phong Huynh và đã bắt được Mao Đinh Huệ. Kìa, Mao Đinh Huệ. Hay lắm. Bây giờ cả hai giang phu giám phụ cúi đầu chịu trói. Khốn nạn. Chị Ngọc, con hãy đưa giang phu giám phụ về núi Phụng Sơn trị tội. Trước khi ta chịu chết, ta muốn hỏi, có phải Tiên Phong là con của Giang Tiểu Ngư không? Phải. Trời ơi, ác giả ác báo. Ngày xưa ta đã giết cha nó, thì ngày nay con ta lại đem lòng yêu nó. Đời con khổ rồi, khổ rồi, Ngọc Tuyết ơi. Cửa ngục tôi đã mở, bà hãy đi đi, lẹ lên, kẻo lính canh bắt gặp. Thiếu hiệp, Thiếu hiệp là ai mà lại giải cứu cho tôi? Sao không để cho tôi chết vùi trong ngục lạnh, cho lòng dơi bớt nỗi ăn năn? Thiếu hiệp là ai? Tôi là người cũng có mẹ, mẹ tôi cũng tuổi trạc như bà. Tôi không nỡ nhìn bà chết mòn trong cô độc. Tạ ơn Thiếu hiệp. Nhưng bước chân ra khỏi ngục tôi này, tôi cũng không biết về phương nào. Ôi 18 năm dài, tội lỗi những tưởng đã quên. Nhưng từ đây con tim ân hận dài hờ, còn người sống ở nơi đâu? Còn trong vòng nguy hiểm, bà mau rời khỏi nơi này. Ôi giọt máu hoang thường lưu lại vì tôi. Nếu con tôi còn sống, chắc cùng người dòng máu anh hùng như Thiếu hiệp đang mang. Nếu con bà còn sống, chắc cũng sẵn sàng tha thứ cho bà. Thôi, bà hãy đi đi, báo động có người phá ngục. Trời ơi, đã trễ rồi, bà hãy chạy lẹ lên, mặc tôi đối phó, chạy đi. Hãy đuổi theo. Xin tất cả hãy dừng lại. À, thì ra là Tiên Phong. Tại sao ngươi dám tự ý giải thoát cho Mao Đinh Huệ? Thưa sư phụ, dù sao con không nỡ nhìn mẹ con chịu khổ. Ta há lại không biết cái tình mẹ con nó sâu đậm đến giường nào sao? Nhưng mà con đàn bà tội lỗi kia nhơ nhóp, không đáng cho mi gọi bằng mẹ. Thưa sư phụ, dù sao mẹ của con cũng là đấng sanh thành, nhưng lại là kẻ giết chồng bỏ con chạy theo Tiêu Quân Bảo. Tiên Phong, mi phải theo bắt lại được Mao Đinh Huệ. Thưa sư phụ, tội nghiệp cho mẹ của con. Đừng gọi tao là sư phụ. Ta xấu hổ lắm, ta xấu hổ với vong linh người đã chết. Tiên Phong, dạ, kể từ hôm nay tình nghĩa thầy trò giữa ta với mi chấm dứt. Sư phụ ơi, con xin chịu chết. Được, ta sẽ giết mi như giết một kẻ thù. Cha, cha ơi, anh Tiên Phong có làm gì nên tôi mà cha nỡ đành đoạn xuống gươm cho mau đâu.
Ngọc tội của anh nhận chịu, em đừng dính líu vào. Nhưng em không thể nào sống khi cuộc đời vô nghĩa, thà là cả hai ta cùng chết bên nhau. Được rồi, ta sẽ cho chúng mày tội nguyện. Thưa sư phụ, Mao Đinh Huệ đã gieo mình xuống vực sâu, chúng đệ tử muốn đem xác lên nhưng không vượt qua nổi vách đá treo leo hiểm trở. Trời, mẹ mẹ. Quân, sẵn sàng hương án để ta chuẩn bị tế vong linh của lãnh chúa Giang Tiểu Ngư. Dạ. Tiêu lãnh chúa, Tiêu lãnh chúa, bọn chúng đã giam Tiêu lãnh chúa vào một tấc, làm sao ta cứu được người đây? Tất cả đã đi hết rồi. À, vậy thì ta sẽ bỏ độc dược vào bầu rượu này. Chỉ cần một chung nhỏ thôi cũng đủ để chúng bay tan ngoại. Chúng bay chết rồi, ta sẽ phá ngục cứu lãnh chúa ta. Như vậy là xong, ta lập tức rời khỏi nơi này. Đứng lại, Thượng Quan Bình, đừng mong đến đây giải thoát cho Tiêu Quân Bảo. Nếu biết điều nên thả lãnh chúa ta ra. Thả lãnh chúa của mi ra, lẽ nào ta lại thả kẻ đã giết cha ta? Thuốc kim ra, muốn chết à? Mi chạy đâu cho thoát khỏi tay ta? Đôi mắt của tôi, trời ơi, sao không còn thấy gì nữa cả? Trời, Phong huynh. Yên Ngọc, hãy đưa Tiên Phong vào trong cho lương y chữa trị. Thôi, tất cả đừng kinh động, đã đến giờ hành lễ tế vong linh. Chủ tướng ơi, hôm nay là ngày thuộc hạ sẽ dâng lên chủ tướng thủ cấp Tiêu Quân Bảo. Vậy xin chủ tướng hãy về đây chứng chiếu và uống với thuộc hạ ba chung rượu là. Mời chủ tướng. Trời ơi, ta đã uống nhầm rượu độc. Cha, cha ơi, kìa, cha làm sao vậy cha? Cha đã uống nhầm độc tử. Trời, con mau gọi Tiên Phong ra đây. Anh Tiên Phong ơi, mau đi anh Tiên Phong. Chuyện gì vậy Yên Ngọc? Anh ơi, cha em đã uống nhầm rượu độc. Trời, thầy đâu? Tiên Phong, thầy đây. Thầy có sao không thầy? Cha, con ơi, chắc thầy không sống được. Thầy, vì chất thuốc độc này ngày xưa đã giết chủ tướng Giang Tiểu Ngư. Cha, thầy Tiên Phong, Yên Ngọc, cha, các con đừng đau khổ, đừng bí lụy. Thầy vĩnh biệt ai con. Cha, trời ơi, cha tôi đã chết rồi. Cha, sư phụ kìa, sư phụ làm sao vậy? Phong huynh, sư tỷ, mẹ đó, sư phụ đã bị đồng bọn Tiêu Quân Bảo đánh thuốc độc chết rồi. Trời, sư phụ.
sư phụ. Trời ơi, ta cứ say vùi trong men rượu nên đâu có biết gì đến những chuyện đã xảy ra. Chỉ có mấy ngày qua mà Phong huynh sống trong cảnh tâm tối mù lòa. Chỉ có mấy ngày qua mà sư phụ đã ra người thiên cầu. Trời ơi, tôi muốn thét to lên cho trời lòng đất lỡ cho núi thẳm rừng quang sập đổ mòn thể xác cho dai dứt lưu hành tha tâm. Trời ơi, ta là kẻ bội nghĩa trong mắt, đứng nhìn chuyện đau thương như một người lớn. Để rồi hôm nay khi sực tỉnh thì chuyện xưa đã lui về trong dĩ vãng. Đây là lần cuối cùng gặp gỡ, rồi ta sẽ vĩnh viễn xa mi. Thôi, như thế cũng đủ lắm rồi. Giờ ta xin vĩnh biệt Tiêu Quân Bảo. Ta sẽ vào ngục để lấy đầu của mi. Tế hồn sư phụ. Trời, Tiêu lệnh chúa, người cả gan dám hạ thủ chủ tướng của ta thì phải chết. Không, ta không thể chết, mà kẻ phải chết chính là mi, kẻ ác bá của giang hồ. Xem đi. Sát. Trời, ta đã rung tay, không còn giữ chặt được thanh kim thép. Mắt ta không còn đủ sáng để nhận diện kẻ thù. Phong huynh ơi, nếu để nghe lời huynh không ngập đời trong men rượu thì để đâu phải. Lạnh chúa ơi, tiểu tướng chậm chân khiến cho người vong mạng, tội này đã xẻo thịt môi tim. Tiểu tướng thề sẽ tận diệt hết lũ đại thù để tế vong hồn lãnh chúa hầu tạ tội. Phong huynh, anh hãy ngồi đây nghỉ đã. Chỗ này yên tĩnh, chắc không có mặt kẻ thù đâu. Yên Ngọc, vì huynh mà muội phải vất vả đỡ nâng, tâm trí lo âu, tâm thân tiều tụy, thật huynh vô cùng. Huynh đừng nói thế, chúng ta là nghĩa đồng môn, từ lâu đã xem nhau như ruột thịt, thì phải hết dạ đỡ nâng những lúc nguy nàng. À, đôi mắt của huynh có còn đau nhức lắm hay không? Ngọc muội ơi, cái đau bên ngoài có thấm gì nỗi đau ở bên trong? Trời ơi, làm sao ta thấy được kẻ thù để rửa thù cho sư phụ? Ngọc ơi, chắc từ đây cho đến mãi về sau, anh sẽ mang ở trong tim hai nỗi niềm ân hận. Một là không trả được món nợ dưỡng nuôi dạy dỗ của ân sư suốt 18 năm dài đằng đằng. Hai là đã làm cho trái tim của Ngọc muội từ lâu tan nát vì đã vô tâm không đáp lại ân tình. Tiên Phong ơi, nếu như tận đáy lòng anh không hề dao động một tình yêu tha thiết, thì lời trăng trôi của cha em xin người hãy xem như mây bay gió thoảng, chứ lưu giữ làm chi rồi để lụy. Làm sao em bỏ con tim theo nhịp
trong sương lạnh nghe lời người tâm sự, tim tôi càng thêm do dự. Một người mang đầy kỷ niệm, một người lấy những ước hẹn mà tơ lòng chỉ che mồ cười. Làm sao chia nghĩa tình cho đều? Những kỷ niệm ngày xưa vẫn chỉ là kỷ niệm. Nếu anh đang yêu ai thì cứ dẹn câu thề. Phong Quân, em sẽ là người em gái nhỏ chăm sóc đỡ đần trong những ngày anh hoạn nạn. Đôi tâm đợi đến khi anh gặp lại người trong mộng hương lỡ mặn nồng. Em sẽ giá từ thiên về chốn mù xa. Ngọc Mùi, lời sư phụ dặn dò anh vẫn nhớ. Thôi, trong lúc này huynh đừng suy nghĩ gì cả, làm cho thêm bận trí. Hãy tịnh dưỡng tinh thần để còn tìm phương chữa trị bệnh mù lòa. À kìa, sương đã xuống nhiều rồi, huynh hãy ngồi yên ở đây để em đi tìm cho huynh áo ấm nha. Huynh nhớ, nhớ là đừng đi đâu nguy hiểm mà, em sẽ trở lại ngay. Nè, không cần đâu, không cần đâu. Ngọc Mùi à, Ngọc Mùi ơi, Ngọc Mùi, nàng đã đi rồi. Tội nghiệp thân bé nhỏ chất chồng đau khổ, nàng cũng như ta trơ trọi giữa cuộc đời. Còn Ngọc Tuyết trong cơn lốc binh đau, không hiểu nàng đã trôi dạt về đâu. Trời đã sang mùa trở gió, Ngọc Tuyết ơi em ở đâu, em có lạnh lắm không? Ôi cánh nhạn vào sương lơ lửng bay, nào biết đâu dằm đến Dương Trung Tử. À, thì ra ngươi là kẻ đã đầu độc sư phụ ta và hại ta mù đôi mắt. Phải, ngươi phải đền tội trước lưỡi gươm này. Thân đã mù lòa, không thấy được một chiếc lá rơi, thì lưỡi gươm kia cũng trở thành vô dụng. Đỡ. À, gươm của ta, gươm của ta. Chỉ một đường gươm thôi, thì ngươi đã không còn một tấc sắt. Giờ đây ta sẽ lóc từng thớ thịt của ngươi để tế hồn tiêu thủ tướng. Ngươi không thể lùi mãi được đâu. Sau lưng mi là vách đá rồi. Nào, hãy chuẩn bị giao hồn phách cho ta. À, Tiên Phong, trời, ta phải cứu chàng. Đó. À, kẻ nào? À, Tiêu Ngọc Tiết. Tại sao nàng lại giết ta trong khi ta sắp sửa hạ thủ kẻ đã sát hại cha nàng? Vì chàng không có tội. Tội lỗi là do cha tôi và các người đã mưu cướp đoạt hạnh phúc và quyền lực của cha chàng 18 năm về trước. Tôi không muốn thù oán chất chồng và không muốn thấy kẻ mình yêu phải chết. Nàng đã cứu kẻ tử thù thì nàng phải đền mạng. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Còn mi, chủ thương ơi, tôi không đủ sức hạ nhát kim cuối cùng nữa rồi. Hàng Tiên Phong. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Chuyện gì, chuyện gì mà máu lại luôn thay lại đồ? Kìa, Ngọc Tuyết, con gái của kẻ đại thù. Yên Ngọc, Yên Ngọc ơi, đừng vội xuống tay. Người ta đáng thương hơn là đáng hận.
bảo tàng, người ta cũng chính là rình mà anh nặng hơn mình. Trời ơi tao qua cơn đầu, sao ở đây chỉ nỗi sầu trái ngang. Ngọc cô nương, cô nương ơi, tôi cũng sắp đi vào miền Vĩnh Tuyệt, xin cô nương hãy giúp tôi lần cuối. Nàng muốn cho tôi giúp điều chi? Cô nương hãy dìu giúp tôi đến bên xác của Quang Bình. Để làm gì? Để tìm linh dược. Tôi biết hắn luôn mang theo bên mình thuốc giải trừ phân độc. Đây, đây rồi, đây rồi. Cô nương ơi, hãy lấy thuốc này chữa trị cho Phong Quynh. Vâng. Dạ, đây là những lời sau cuối. Ngọc cô nương ơi, giờ đây kẻ gây ra oán thù đã chết, một cái chết thảm thương, thân xác chẳng vẹn toàn. Như thế có lẽ đã đủ đưa oán thù vào quên làng. Nhưng đối với Tiên Phong thì niềm đau không dễ phôi. Sẽ sáng lại như xưa. Kìa, cô nương, cô nương làm sao vậy? Thôi rồi, tôi không còn. Cô nương, nhịp gặp Tiên Phong, kể từ bây giờ vĩnh viễn chia xa. Cô nương, xin chúc Ah!
mắt ta đã sáng lại rồi. Ngọc Tuyết ơi, Ngọc Tuyết à, Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Trời ơi, khi mắt ta đã nhìn thấy lại muôn vàn sắc màu, thì đôi mắt kia không còn ánh long lanh, đôi môi kia không còn thắm, bàn tay ai hững hờ, không còn nắm được tay ta. Trời ơi, hận thù chi cho qua vội lìa cánh, ai, ai gây quán thù chi cho những mái đầu xanh phải khóc đời. Bây giờ anh định đi đâu? Ta sẽ đưa xác nàng đến triền núi Phụng Sơn, nơi có gió, có mây, có lá cây rừng, có tiếng chim kêu, có muôn vàn tinh tú chứng kiến cuộc giao duyên. Và ở đó đêm đêm ta lại cất tiếng ru nàng, sẽ cất một mai lá đơn sơ để bầu bạn bên nàng, và mãi mãi giá từ đau kim. Phong huynh, xin cho em được theo anh, để núi rừng kia không đơn độc một bóng người, và mái tranh nghèo sớm hôm không cho tàn bếp lạnh. Yên Ngọc, em hãy theo anh. Phong huynh,